Thắng ơi, xin chào anh chị em và các bạn. Trong mấy ngày vừa qua, có rất nhiều tin nhắn của quý anh chị em và các bạn gửi hỏi thăm và mong nhận được cái câu trả lời là liệu có nên tham gia việc giải cứu G1 hay không. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ để tìm ra cái câu trả lời là có hay không có nên tham gia giải cứu cổ phiếu G1 trong cái giai đoạn đang giảm mạnh thời gian gần đây. Thưa quý anh chị em và các bạn, thì cái việc mà G1 hiện tại đang có những cái câu chuyện liên quan tới việc là giảm sàn rất nhiều phiên, từ 240 mấy ngàn mà bây giờ còn có 130 mấy ngàn thôi, thì làm cho nhiều anh chị em và anh chị và các bạn thì cảm thấy rất là gọi là kích thích, nhất là ham muốn được tham gia giải cứu cái doanh nghiệp này và muốn mua cổ phiếu này. Nhưng mà từ một cái màu trắng, một cái màu đẹp như thế này, nó đã chuyển sang một cái màu đen ngòm rồi, thưa anh chị em và các bạn. Tại sao chúng tôi lại nói là nó lại chuyển sang một cái màu đen ngòm rồi, thưa anh chị em và các bạn? Là bởi vì khi mà gặp bê bối, gặp rắc rối thì các cổ phiếu thường bị các nhà đầu tư tẩy chay, và trong cái quá trình giảm thì nó sẽ có những đợt hồi phục. Không thể nói chắc được rằng là có cái gọi là đợt hồi phục của con mèo chết hay không, tức là con mèo chết, cú nảy của con mèo chết hay không. Nhưng theo nguyên lý thông thường mà chúng tôi biết được từ trước tới nay, thì có một cái việc mà quý anh chị em và các bạn phải thực sự là lưu tâm. Đó chính là các công ty chứng khoán nếu có cho vay margin sẽ bị khôn margin. Và những phiên khôn margin sẽ dùng một số cái giải pháp, nó gọi là giải pháp đảo tài khoản, để tránh vi phạm cái nguyên tắc cho vay margin của các công ty chứng khoán. Và từ đó thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện đó là sẽ có một cái lực gọi là lực bắt đáy rất là mạnh. Thông thường là như vậy, nó sẽ có một cái lực bắt đáy rất là mạnh mà làm cho quý anh chị em và các bạn cảm thấy rất kích thích trong một vài phiên sắp tới. Có thể là sẽ là về vùng cận 100 hay là bao phiên bao nhiêu thì chúng tôi sẽ không biết chính xác được. Cái này nó phụ thuộc vào cái tác động, cái hành vi hành xử của các công ty chứng khoán nếu có vay margin, hoặc là một số nhà đầu tư tổ chức có trách nhiệm trong cái câu chuyện là xử lý cái khoản gọi là hiện tại là số tài khoản của họ đang có vấn đề gì đó. Thì thông thường nó như vậy, thì nó sẽ có những cái phiên gọi là những cú nảy của con mèo chết. Và nếu như quý anh chị em và các bạn không phải là những người mà gọi là chuyên gia lướt sóng, chuyên gia thần trong cái câu chuyện, rất là giỏi trong câu chuyện lướt sóng kiếm được ăn trong ngắn hạn, thì chúng tôi khuyến nghị quý anh chị em và các bạn là tuyệt đối không nên tham gia cái cú nảy của con mèo chết. Còn đây là cái biểu đồ của nó, lý do, và chúng tôi sẽ giải thích với quý anh chị em và các bạn cụ thể hơn là tại sao không nên tham gia, chưa nên tham gia, hoặc là đặc biệt không được tham gia. Đây anh chị em và các bạn, chúng ta phải quay lại những cái gọi là vụ bê bối về cái việc là gọi là TTF. Đây, anh chị và các bạn sẽ thấy là kinh nghiệm trước đó của TTF. Đây, chị em và các bạn cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ giải trình cho anh chị em. Đây, đây là cái đợt mà TTF bị một cái cú bê bối, cả giảm từ 35.000 mà giảm về tới cái vùng giá thấp nhất của nó là 3.500 thôi anh chị em và các bạn. Đây, trên màn hình anh chị em và các bạn là giảm từ ngày mùng 4. Đây, điểm đỉnh cao nhất là ngày 18 tháng 7, mà đến tận ngày 21 tháng 11 năm 2016, tức là rất là dài luôn thời gian giảm điểm, và từ 25 tháng 7 năm 2018 đến 25 tháng 7 năm 2016 mà giảm tới tận 21 tháng 11 năm 2016, tức là thời gian giảm là 4 tháng thì anh chị em ạ, 4 tháng giảm điểm. Và sẽ có những cú nảy của con mèo chết. Đây, đây là ngày 29 tháng 8 là có cái, đây cái cây nến, mỗi cây nến trên màn hình của anh chị em và các bạn là một cây nến gọi là tuần, một cây nến tuần. Chúng ta có một cú nảy con mèo chết tại ngày 22 tháng 8, nảy lên và sau đó thì tiếp tục cái xu hướng giảm điểm sâu hơn nữa. Đây anh chị em và các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Cái TTF này thì anh chị em và các bạn nào là người dành trong cái cuộc chơi TTF này thì anh chị em và các bạn cũng thấy rằng là nó là một cái việc là gọi là bê bối. Cái bê bối này thì liên quan đến việc hoạch toán tài chính, nhưng chúng tôi không nhắc lại nữa. Một vụ bê bối liên quan đến pháp lý đó là GVC. Đây anh chị em và các bạn nhớ công ty y tế Việt Nhật không? Đây anh chị em và các bạn nhìn đây, em y tế Việt Nhật nó cũng giảm từ bao nhiêu anh chị em và các bạn? Từ mùng 8 tháng 6 mà đến điểm thấp nhất của nó là đến tận
15 tháng 8, tức là nó về từ dẫm mốc là 22 23 nghìn đã điều chỉnh rồi á, mà về tới 2 ngàn mấy anh chị em và bạn, 2 ngàn rưỡi luôn anh chị em và bạn, từ hai mấy mà về 2 ngàn rưỡi đây. Nên là từ những cái kinh nghiệm thực tế như thế này, chúng tôi có thể tự tin nói với anh chị em và các bạn là tuyệt đối không tham gia mò cua bắt váy tại GBC. Rồi, điểm nữa chúng tôi có thể nói cho anh chị em và các bạn là nhớ cái cổ phiếu quỷ quái này không? HAG này anh chị em và bạn. Trời ơi, bê bối của em nó đây. Đây, đây là những cái bê bối của HAG đây anh chị em và các bạn. Từ giá 27, 28 nghìn mà nó giảm không phanh không đáy luôn, mà và nếu như anh chị em và các bạn để ý nữa, nó còn có cái đoạn trước đó nó giảm kinh khủng luôn anh chị em và các bạn. Đây, đó, anh chị thấy không? Thấy cái biểu đồ của HAG không? Kinh khủng chưa? Nhiều người sẽ bảo là J1 thì tốt. Thưa với anh chị em và các bạn, đồng ý là J1 là tốt. Tôi đồng ý với anh chị em và các bạn là tốt, tức là doanh thu lợi nhuận vẫn đang còn khá ổn. Tuy vậy thì anh chị em và các bạn cũng phải lưu tâm một điều rất rất quan trọng như thế này. Rất quan trọng luôn. Cái vấn đề ở chỗ là tốt, nhưng mà định giá trước đó là rất cao. 350 là rất cao, cực kỳ cao luôn anh chị em và bạn. Và khi chúng ta thấy rằng là định giá trước đó là rất cao như vậy, thì chúng ta phải hiểu thêm một điều nữa, đó là trong cái giai đoạn thị trường mà có vấn đề thì nó sẽ gặp những cái rắc rối, những cái bê bối mà khó có thể tránh được. Và khi mà rắc rối nó càng ngày nó càng leo thang hơn, nó sẽ dẫn đến những cái việc mà J1 sẽ phải đối mặt. Và anh chị em và các bạn, một cái nguyên lý rất là giản đơn mà quý anh chị em và các bạn cần phải lưu tâm, đó là việc của nhà nào thì nhà lo. Tức là việc của nhà J1 thì để cho ông Nguyễn Ánh Nhượng Tống và DC, họ đang là hai cái cổ đông lớn cộng với một cái cổ đông mà gần đây mua lại cái cổ phần của ông Nguyễn Ánh Nhượng Tống và của DC thoái á, thì ba cổ đông đó họ cứ để yên cho họ lo. Mình không việc gì mà phải vào lo với cái câu chuyện vê bối của nhà họ cả. Chúng ta có rất nhiều cái lựa chọn khác để có thể tham gia đầu tư nếu quý anh chị em và các bạn muốn. Và chúng tôi có thể nói với anh chị em và các bạn rằng là cái việc anh chị em và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tiền của mình để đầu tư vào một cái chỗ mà những nơi mà không có gặp bê bối, nó sẽ giảm thiểu đi cái rủi ro của anh chị em và các bạn. Thì trong một cái bài viết gần đây của anh Long Phan, anh này thì rất là nổi tiếng trên mạng internet anh chị em và các bạn. Anh ấy là giáo viên, là giảng viên chuyên dạy những cái trò bịp trên thị trường. Và anh ấy có nói về cái câu chuyện đó là cái rủi ro, gọi là rủi ro đối tác mà hiện tại là J1 đang gặp phải và Vietjet cũng đang gặp phải. J1 thì rủi ro này là rủi ro đối tác, tức là không kiểm soát, tức là không quản trị được cái rủi ro khi mà làm việc với đối tác, trong khi đó thì lại tìm cách để mà gọi là có một chút nào đó, mới là tôi chưa có cái căn cứ chính xác nên chưa dám nói chính xác là có sự gian lận, mà gọi là có một chút nào đó là làm việc chưa được minh bạch, tức là để cho YouTube họ không tin tưởng và họ cắt cái câu chuyện này. Thì đây là cái rủi ro đối tác, và đối tác họ toàn quyền theo hợp đồng họ có thể cắt nếu như không tuân thủ quy định. Thì rủi ro này là rủi ro khá là lớn. Và anh Long Phan cũng chia sẻ thêm thì thực tế thì khi mà niêm yết á, thì chính cái network, chính cái hàng nghìn kênh, hàng triệu, hàng tỷ view và nhiều kênh có hàng có gọi là hàng vài chục kênh có nốt vàng, tức là trên triệu sub, rồi số lượng view của cả hệ thống, cả network rất là lớn, rồi rất rất nhiều những cái thứ mà PR để đưa cái cổ phiếu lên 350, gần 400, 300 mấy chục ngàn á, là nhờ vào cái câu chuyện nhà đầu tư tin tưởng vào cái việc PR truyền thông trước đó. Và người ta không làm rõ cái core cốt lõi của J1 ở cái phần gọi là J1 TV, hoặc là J1 liên quan tới cái truyền hình kỹ thuật số, hoặc là liên quan đến những cái vấn đề gọi là số, gọi là công ty công nghệ số, mà chỉ nói nhiều, rất nhiều đến câu chuyện là nào là J1 có công ty của Thái này, J1 mua công ty của Mỹ này, trong hệ thống công ty của Mỹ thì có gọi là nằm trong cái top 8 cái doanh nghiệp mà gọi là network lớn nhất thế giới này, tổng số lượng view hàng nghìn, hàng vài tỷ view này, rồi bao nhiêu là kênh, quản lý biết bao nhiêu là kênh, mấy nghìn kênh này đấy. Đến khi gặp bê bối thì nói chung tất cả những cái đó nó chính là cái việc mà gọi là quay trở ngược lại, đập, gọi là gậy ông đập lưng ông đấy. Rồi, còn câu chuyện của Vietjet cũng vậy. Bao nhiêu ngày em đợi, em mong, em trông, em cứ chật có một cái chương trình gì đó nó liên quan đến cái việc là
Nào là liên quan đến đi các cái hội nghị diễn đàn quốc tế thì ông toàn ký về biên bản ghi nhớ về việc mua máy bay Boeing cái gì á 737 à, anh chị em bạn hay cái gì đấy, mà gần đây là các nước trên thế giới nó đang cấm bay không phận ở khắp các nước đấy. Thì đấy, chính nó sẽ lại là cái thứ quay lại 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 là gọi là giết chết doanh nghiệp, bởi vì là đối tác đó là cái gọi là cái rủi ro đối tác, là bởi vì giống như cái trường hợp của Boeing 737 thì 737 nhà đúng không nhỉ? Không rõ là Boeing gì ta? Tôi không nhớ chính xác là Boeing gì, anh chị có nhớ không? Thử là Boeing gì nhé. Thì cái rủi ro đối tác của Boeing mà khi bị cấm bay do cái việc tai nạn liên tục trong gọi là mấy tháng gần đây á mà gây ra cái chết người á, thì thực ra cái rủi ro này khó kiểm soát. Khó kiểm soát, nhưng mà câu chuyện là không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một đối tác được. Cái câu chuyện gọi là Vietjet làm cái câu chuyện gần đây thì khá là phụ thuộc vào Boeing, nên câu chuyện bây giờ sẽ làm cho rủi ro của nó rất là cao. Thì đấy, trao đổi chia sẻ với anh chị em và các bạn về cái chủ đề cũng như là cái câu hỏi của anh chị em và các bạn là hỏi là có nên giải cứu G1 hay không, thì tôi xin trả lời anh chị em và các bạn là không nên giải cứu bằng việc mà là cố mua bằng mọi giá vào cái cổ phiếu này ở cái vùng giá hiện tại. Thì thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn đã nghe và chia sẻ video này. Mong hãy like, chia sẻ và bình luận ở phía dưới. Chào anh chị em và các bạn.